Chúng ta đều là những nhà đầu tư nhỏ lẻ nên là khi mà nghe nói tới một cái loại thuốc để trị và điều trị hoặc là bẫy được các cái đội lái hoặc là chúng ta tìm các cái giải pháp để có thể bẫy được cáo trên thị trường chứng khoán, thị trường tài chính hay là tìm cái cách nào, cái giải pháp nào để có thể có lưới để răng bắt được cá mập trên thị trường. Thì những cái thuật ngữ như là đội lái, các cáo già trên thị trường chứng khoán hay là những cái cá mập trên thị trường thì đã được chúng tôi làm rất là nhiều video nói về bản chất của các cái quỹ trên thị trường chứng khoán, bản chất những cái đội lái, bản chất những cái gọi là thành phần cáo già trên thị trường. Thì anh chị và các bạn xem qua những video trước đó thì đã hiểu cơ bản về đâu là đội lái, đâu là cáo, đâu là cá mập. Nhưng điều chúng ta băn khoăn là bởi vì chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ, là những cái đối tượng mà gần như là đóng vai trò là con mồi để cho cá mập săn, để cho cáo xơi thịt hay là để cho đội lái lừa bịp. Chúng ta lại nghĩ tới một cái câu chuyện ngược đời, đó chính là tìm cách để có cái loại thuốc nào đó để trị được các đội lái. Chúng ta lại tìm cách để đánh một cái bẫy gì đó để bẫy được những cái thành phần gọi là cáo giả trên thị trường. Chúng ta lại tìm cách để có thể tiêu diệt được những con cá mập hung hăng trên thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và các kênh đầu tư tài chính. Vậy có hay không? Thì thưa với anh chị và các bạn, đó là có, thưa chắc chắn là có. Như anh chị và các bạn đã biết rằng là các cái đội lái á, thì thông thường họ là những cái thành phần rất là gian manh, rất là thông minh và gần như là họ có những cái đặc tính mà phần lớn chúng ta đều muốn để học hỏi họ, để biết được cách thức họ đi tiền hoặc là cách họ nhận định về thị trường, cách họ có thể đánh giá về kinh tế vĩ mô hay là cách họ có được những nguồn tin nội gián như thế nào. Rồi cách họ vận hành cái việc mà tiền của họ để giải ngân ở giai đoạn nào và tại sao. Thì đó là những thứ mà những người mới tham gia thị trường hoặc là những người mà đã tham gia thị trường lâu rồi cũng vẫn muốn tìm kiếm, vẫn muốn được nghe ngóng những cái thông tin dí tai về việc là chuẩn bị có một cái đội nào đó họ đang gom hàng để đẩy giá cổ phiếu, để lái giá cổ phiếu. Và như chúng ta biết rằng là khi chúng ta với cái tâm lý như vậy thì gần như chúng ta luôn luôn dõi theo tất cả những cái hoạt động của các cái nhóm, các cái tổ chức mà đang có nhu cầu, đang có cái mong muốn để gom cổ phiếu, để đẩy giá cổ phiếu, để có thể tạo ra những cơn sóng lớn trên một vài các cái cổ phiếu cụ thể nào đó. Khi chúng ta biết được điều đó thì chúng ta sẽ ăn theo, chúng ta có thể mua theo, chúng ta có thể lần theo cái dấu vết để chúng ta kiếm được một chút ít lợi nhuận. Thì về cơ bản chúng ta giống như là những gọi là những chú kền kền có thể vội vã lao xuống cái gọi là cái con mồi của một con hổ, con báo nào đó đang ăn, chỉ chưa đề phòng trường hợp là bị nó tát thôi, còn nhìn thấy nó mất cảnh giác thì chúng ta lao xuống kiếm một miếng mồi. Thì nói như vậy để anh chị các bạn biết được rằng là chúng ta thông minh bằng mấy đi chăng nữa thì các nhóm, các tổ chức, các đội nhóm cũng vai trò thì họ cũng xuất phát từ những người như chúng ta. Sau dần rồi họ có nhiều kinh nghiệm, sau dần nữa thì họ có nhiều vốn, có nhiều nguồn tiền và sau hơn hết để họ có thực sự có những cái trải nghiệm sâu sắc trên thị trường, tìm ra được cái những cái giải pháp, hiểu được tâm lý hành vi của những người tham gia, cùng tham gia. Và từ đó họ tìm ra được, lên được những cái kế hoạch để có thể làm thế nào đó mà cuốn hút được các cái dòng tiền khi họ cần bán ra và ép những cái gọi là những gọi là những cái người mà non gan trong thị trường có thể phải bán lại cổ phiếu giá bèo cho họ khi mà tâm lý bị bấn loạn. Chúng ta muốn bẫy được cáo, chúng ta muốn thuốc được các cái đội lái như vậy thì chắc chắn chúng ta phải tìm các cái cách, tìm các cái giải pháp để hiểu được các cái hành vi, cái cách thức họ làm và có thể nói hơn hết là chúng ta gần như phải có cái đầu tương đương với họ hay thậm chí còn phải thiết kế ra những cái trò chơi và vẽ ra những cái kịch bản trong đầu mình, đưa ra rất nhiều các cái nước đi khác nhau để có thể săn đón và chặn đầu cái phương thức, cái cách thức làm của các cái nhóm lái.
Chúng tôi lấy một ví dụ như này để anh chị và các bạn dễ hiểu. Tôi lấy ví dụ như trong đời chúng ta thì ai cũng đã có một lần, là một vài lần chứ không phải một lần là tán gái. Ít thì tối thiểu nhất là một lần là tán cái người vợ của mình. Thì anh chị và các bạn biết là để tán được một cô gái, để có thể nắm bắt được cái tâm tư tình cảm của một cô gái, để có thể biết được đường đi lối về của một cô gái, để biết được sở thích của một cô gái, để biết được rằng là người phụ nữ chúng ta đang theo đuổi họ như thế nào, và hiểu được gần như là tường tận tâm tư tình cảm, thì chúng ta cần phải có một cái khoảng thời gian, nó gọi là thời gian tìm hiểu. Nhưng cái thời gian tìm hiểu đó nó có hiệu quả, nó có hữu ích hay không thì chúng ta lại phải mất ra rất nhiều những cái thời gian cụ thể lên kế hoạch cho những cái câu chuyện đó, là chúng ta phải phải quan sát, phải để ý, phải dõi theo người đó từ những cái lúc mà người ta đi làm về, hoặc là những cái việc mà người ta đi về, đi đường nào, để chúng ta có thể biết được và nắm được rằng là cái thói quen của cái người chúng ta đang theo đuổi. Để chúng ta khi mà ăn uống thì chúng ta cần phải theo dõi, để ý xem là cái cách người ta ăn uống như thế nào, hoặc là trong quá trình tìm hiểu, ngồi nói chuyện thì chúng ta cũng có thể là hỏi thăm, hỏi han, thăm dò để xem là cái tâm tư tình cảm của cô gái chúng ta đang theo đuổi như thế nào. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể thấu hiểu được các vấn đề và chúng ta có cái cách hành xử phù hợp. Tôi lấy ví dụ như cô gái thích hoa hồng, anh chị và các bạn lại tặng hoa ly, thế thì nó đã không đúng rồi. Hay là ví dụ như cô gái thì hay thích đi cái đường số 5, ghẹo vào đường số 7 để về nhà, nhưng anh chị là các bạn lại cứ ngồi ở đường số 9 thì chắc là cũng gọi là không đúng rồi. Hoặc là ví dụ như là cô gái thì là thích ăn mắm tôm, nhưng mà anh chị và các bạn thì lại cứ hay rót nước mắm cho cô gái thì cô gái cũng không ưng. Và cái thói quen đi ngủ của cô gái như thế nào, để anh chị và các bạn nhắn tin đúng lúc, nhắn tin đúng thời điểm để cô gái có thể gọi là trả lời và vui vẻ trả lời. Hoặc là buổi sáng cô gái thích ăn cái gì thì anh chị và các bạn dẫn cô gái đi. Thì đó là tất cả những cái ví dụ giản đơn, để khi mà anh chị và các bạn muốn thuốc được tác đổi lái thì anh chị và các bạn phải biết được cách của họ là đang tính vận hành cái gì, cái thách thức họ 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 lái cổ phiếu như thế nào, cách họ xây dựng các cái phương pháp để có thể mua vào một lượng cổ phiếu, sau đó thì kéo giá cổ phiếu, rồi sau đó thì bán lại như thế nào. Thì không phải là anh chị và các bạn cứ thích kéo cái gì thì kéo, chỉ ngoại trừ trên thị trường có mấy cái cổ phiếu mà nó gọi là quái vật của thị trường chứng khoán, họ gọi là thánh gióng của chứng khoán, những cái cổ phiếu mà tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên tới 95-97% là người trong nhà, và những người đó thì lại là những người chuyên thường xuyên gọi là lái và câu kéo, kéo những người mới, lừa bịp và thịt những người mới. Thì những cái đó thì chúng ta không nói làm gì, nhưng với những cái đội chuyên nghiệp, với những cái đội mà nó gọi là cái cách thức vận hành của họ, thậm chí cái chu kỳ thời gian nó lên tới hàng năm, vài năm cho một cái chu trình của cái việc kéo đẩy thổi giá cổ phiếu, hoặc là có những đội thì nhanh hơn thì khoảng 3 đến 6 tháng, đội nào mà chậm hơn nữa thì có thể là 1 2 quý. Thì cách họ làm, họ không phải là cứ bất kỳ cổ phiếu nào họ cũng có thể gọi là can thiệp vào để có thể kéo giá. Họ phải hiểu được bản chất của doanh nghiệp và nắm được cái xu hướng, cái tâm tư tình cảm, tức là gọi là cái xu hướng lựa chọn của các nhà đầu tư trên thị trường. Thì chúng ta, tôi lấy ví dụ một trường hợp cụ thể, ví dụ như hiện nay chúng ta nhóm các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang rất là quan tâm tới một cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà họ muốn 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 lên một kế hoạch để có thể đẩy một cái cổ phiếu, một cái doanh nghiệp hay là một cái ngành nghề nào đó là đi xa một chặng đường dài từ 3 tới 6 tháng, tăng giá mạnh mẽ, thì họ phải bắt đầu setup từ những cái bước ban đầu. Cái bước đầu tiên là họ bắt đầu tìm kiếm một cái cổ phiếu nào đó, một cái doanh nghiệp nào đó là cái cổ phiếu mục tiêu để họ làm cái việc mà như là chúng ta muốn muốn nói tới, đó chính là họ sẽ thổi giá cổ phiếu này. Thì khi mà họ tìm được cái mục tiêu rồi thì cái mục tiêu này nó phải thỏa mãn những cái tiêu chí, tức là ví dụ như là cái người chủ tịch hội đồng hoặc là những người đang nắm giữ cái cổ phần lớn tại cái doanh nghiệp này thì có cái nhận được cái sự đồng thuận của họ hay không. Để đưa một cổ phiếu mà tăng giá nhiều trong một khoảng thời gian dài thì điều chắc chắn là phải nhận được cái sự đồng thuận của các cái hoạt của tức là gọi là của các cái nhóm tổ chức mà hiện nay đang nắm giữ lớn khối lượng cổ phiếu lớn tại cái doanh nghiệp đó. Thứ hai nữa, họ phải nhận được hầu hết tất cả các cái báo cáo chi tiết, nó gọi là báo cáo quản trị chứ không phải là báo cáo tài chính.
báo cáo quản trị, báo cáo ra quyết định của doanh nghiệp để họ nắm được rằng là cái kế hoạch, cái gọi là những cái mục tiêu mà thực sự doanh nghiệp này đang hướng tới, cố gắng để thực hiện trong thời gian sắp tới nó sẽ bắt đầu ra những cái thông tin gì. Tôi lấy ví dụ như là quý tới họ đang theo đuổi một cái dự án nào đó, và cái dự án đó nó liệu có đem lại doanh thu lớn hay không, lợi nhuận lớn hay không, thì họ phải là người được nắm trước. Thứ ba nữa là họ phải được nhận được cái sự gọi là ủng hộ, nhiệt tình khi mà đẩy giá cổ phiếu, thì doanh nghiệp phải có cái sự gọi là tỷ lệ thuận, tức là ra những cái thông tin hữu ích và ra những cái thông tin nó có phần nào đó hỗ trợ cho cái quá trình gọi là thổi đẩy giá. Và cái thứ tư nữa là trước khi mà họ thực hành cái việc đó thì trong cái doanh nghiệp phải có sự đồng thuận để ép cho giá cổ phiếu xuống thấp thì họ mới mua được ở một cái vùng giá thấp. Hoặc là có cách khác, đó là họ có thể được mua ưu đãi ở bên ngoài với một cái khối lượng lớn và với một cái giá gọi là khá là ưu đãi phù hợp. Tôi lấy ví dụ như kiểu như là phát hành cổ phiếu riêng lẻ, hay là tôi lấy ví dụ như là phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi, nhưng trong cái hợp đồng chuyển đổi thì họ hoàn toàn có thể ghi là cái giá chuyển đổi cố định. Sau đó thì họ sẽ có lên một cái kế hoạch bài bản dài hạn để cho vào một cái ngày nào đó của cái thời điểm chuyển đổi cái mức giá cổ phiếu là rất cao thì họ hoàn toàn có thể chuyển đổi. Nhưng trong cái quá trình đó thì họ họ có thể đã sử dụng các cái giải pháp ví dụ như là mượn cổ phiếu của doanh nghiệp hoặc là của một cái phần thành phần nào đó trong các cái nhóm doanh nghiệp nắm cái lượng cổ phiếu cổ phần lớn mà dưới cái mức cần phải báo cáo ủy ban, hoặc đôi khi là cần báo cáo ủy ban đi chăng nữa họ hoàn toàn có thể sai quy định, gọi là ví như kiểu như là bán trước rồi sau đấy vi phạm rồi đóng phạt, hoặc là bán sau đấy là chạy trọt để có thể không bị gọi là báo cáo vi phạm. Thì phần lớn các cái giải pháp đó thì họ phải được được setup ngay từ đầu và được cái sự đồng thuận. Chứ tôi nói có rất nhiều trường hợp mà các cái đội lái đã cố tình kéo một số cổ phiếu nhưng không nhận được cái sự đồng thuận thì đã bị chính doanh nghiệp gọi là tung ra những cái thông tin tiêu cực, hoặc là bị chính những người mà có cái cổ phần lớn đem cổ phiếu ra bán ở cái vùng giá mà đang rất là tăng, rất là mạnh, thì dẫn đến câu chuyện là tạo ra cái áp lực cung làm cho cái giá cổ phiếu nó giảm trở ngược lại, và các cái đội lái thì không có đủ lực hoặc là không có đủ lượng tiền để có thể thổi đẩy giá cổ phiếu. Điều thứ ba nữa mà anh chị và các bạn phải lưu tâm khi các đội 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 lái mà phải thực hành, đó là chắc chắn trong tương lai gần thì phải có những thông tin tốt để hỗ trợ tại vùng giá cao. Để gì? Để những thông tin đó sẽ đi vào lòng người, đi vào những người đầu tư mới, để những người đầu tư mới tăng cái sự ảo vọng về một cái tương lai tươi sáng của doanh nghiệp, hoặc là tăng lên cái sự kỳ vọng lớn để họ sẵn sàng chấp nhận mua lại cái mức giá cao. Tôi hay thấy trên các cái nhóm lái hay có một cái câu nói rất là kinh điển, đó là anh ơi, bạn ơi, nhóm phone với nhau rằng là chúng ta định kéo cái cổ phiếu này cổ phiếu kia, nhưng có những nhóm chuyên nghiệp họ thường hay nói một câu như thế này này, tức là kéo lên rồi sẽ bán cho ai. Thì chúng ta phải nên nhớ rằng là kéo thì dễ, đưa một lượng tiền lớn vào setup các cái hoạt động kéo giá hoặc là thổi giá đẩy giá, thổi giá đẩy giá thì dễ dàng thôi, nhưng mà thổi giá rồi đẩy giá rồi rồi cuối cùng rồi sẽ bán cho ai mới là điều quan trọng, và khi bán được cho ai đó mới là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Thì để bán được cho ai, bán được và phân phối được cổ phiếu thì cái công ty, cái doanh nghiệp đó nó phải đủ tốt, đủ những thông tin tích cực, đủ những cái gọi là cái sức hút để có thể làm ra được những cái gọi là những cái mô hình, những kịch bản tại cái thời điểm họ muốn phân phối lại cổ phiếu, hoặc là tại những thời điểm họ chuyển đổi cái trái phiếu thành cái cổ phiếu, hoặc là tại những cái thời điểm mà họ muốn thoát cái lượng lớn cái cổ phiếu ra, thì chỉ có cách như vậy. Và một thứ nữa, tôi sẽ nói những cái gì chúng tôi hiểu biết thôi, chứ còn không nói quá như là logic. Nhiều anh chị và bạn muốn tôi xây dựng theo kiểu logic, nhưng tôi lại không phải là cái người mà nói chuyện theo cái kiểu máy móc, kiểu gọi là logic từng vấn đề ABC rồi đây viết kịch bản, mà tôi nói theo những cái hiểu biết của mình và nói những cái chia sẻ những cái trải nghiệm thực tế để anh chị và các bạn nghe, thì có thể là một phần nào đó thì chịu khó là để ý một chút. Có người gọi điện nhưng mà mình đang bận và không nghe được máy nên là họ thông cảm. Rồi. Cái điểm nữa đó là chúng ta phải lưu tâm được rằng là để khi mà có thể rót một lượng lớn các cái cổ phiếu ra thị trường thì chắc chắn rằng là không thể là con gọi là cái con voi không thể chui qua cái lỗ kim được, mà để có một cái lượng lớn cổ phiếu có thể được đẩy ra thị trường tại một cái thời điểm giá cao thì chắc chắn cái lỗ này không phải là lỗ kim,
và nó phải là một cái lỗ rất lớn để con voi có thể chui qua, thì là một lỗ rất lớn, đồng nghĩa với việc tức là cái khối lượng và thanh khoản tại những cái vùng giá lớn á, tại cái vùng giá cao á, thì họ phải có một cái khối lượng giao dịch cực khủng, và đó nó thành ra là cái câu chuyện của những cái đội, những cái nhóm mà hay ngồi đi phân tích dòng tiền á, bắt đầu thấy có volume á. Nhưng mà thực ra là anh chị và các bạn nên nhớ rằng là volume là do các đội nhóm khi họ cần họ có thể gọi là đẩy. Tôi đã từng, cái này thì tôi nói trong nháy nháy, tôi đã từng, tức là nếu một cổ phiếu không có hề có thanh khoản nào cả thì chúng ta chỉ cần có hai cái tài khoản thôi, tài khoản A và tài khoản B, chúng ta sang tay nhau thôi thì cái khối lượng nó tự động nó sẽ lớn lên thôi anh, không có gì cả. Chúng ta có tiền, chúng ta có cổ phiếu thì chúng ta sang tay nhau, tức là tài khoản A mua lại tài khoản B, thực sự là hai tài khoản này là tiền của cùng một một người hoặc là cùng một nhóm thì sang tay nhau thì nó tạo ra thanh khoản, và ngày nào cũng làm như vậy thì nó sẽ tạo ra thanh khoản và nó sẽ hút các cái dòng tiền vào. Nó sẽ hút các cái dòng tiền khác, là những cái nhóm phân tích về dòng tiền, phân tích về thị trường á, sẽ hút hút lượng lớn. Những người đó sẽ nhìn thấy cổ phiếu này đang không có thanh khoản mà tự dưng thanh khoản mạnh khủng khiếp thế, có dòng tiền rồi, có tổ chức, có nhóm lái lớn rồi. Đó là một cách rất là dễ làm chứ không phải là khó như anh chị và các bạn tưởng. Có thể cả thị trường thì chúng ta không thể làm được, chúng ta rất khó để có thể để cho đẩy cho thanh khoản của cả thị trường đang từ giao dịch một ngày 3.000 tỷ mà lên 6.000 tỷ hay 10.000 tỷ thì không làm được. Nhưng tại một cổ phiếu một ngày đang giao dịch vài ba trăm ngàn mà chuyển thành một ngày giao dịch một vài ba triệu cổ phiếu là chuyện rất bình thường, tôi có thể khẳng định với anh chị và các bạn là rất bình thường. Thì từ đó nó sẽ tạo ra những cuốn những cái đội phân tích dòng tiền thấy dòng tiền nó đang dâng lên rất mạnh tại một cổ phiếu, thế là lao vào. Đó là điều thứ hai anh chị và các bạn lưu tâm, là chúng ta đừng tưởng là chúng ta phân tích dòng tiền rồi chúng ta sẽ có thể gọi là bắt được các cái xu hướng. Tưởng chừng là tất nhiên tôi cũng phải nêu trong cái nháy nháy nữa là tất nhiên có những cổ phiếu nó có thực sự có những cái dòng tiền gọi là đúng, vì là cái doanh nghiệp đó nó có tương lai sáng lạn thực sự và nó không bị chi phối của bất kỳ một đội nhóm nào, mà chủ yếu là do cái view của nhiều người cùng một lúc nhìn thấy được cái điểm tích cực thì dòng tiền nó tăng lên đột ngột, thì cái chuyện đó là chuyện có trên thị trường. Nhưng tôi đang nói về câu chuyện đội lái, tức là cách thức đội lái vận hành, nên là rõ ràng chúng ta sẽ thấy khi họ làm, khi họ cần con voi chui qua cái lỗ kim thì họ phải mở rộng cái lỗ kim ra, phải mở rộng cái lỗ kim ra lớn, hay là ví dụ như ống cống thì lúc đầu nó chỉ nhỏ thì chúng ta phải mở rộng cái ống cống ra để trao đổi liên tục để đẩy cái dòng tiền nó cuốn lên rất mạnh. Nên có nhiều cổ phiếu như các bạn thấy tại những thời điểm vùng giá đỉnh nhá, khối lượng cổ phiếu nó tăng đột ngột, tăng rất lớn rất nhiều, và thậm chí có cả những cổ phiếu giao dịch thỏa thuận để như bạn thấy. Đó là điểm nữa mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Một điểm chúng ta cũng cần phải nhớ rằng là như thế này này, khi các đội nhóm trong thị trường hiểu về phân tích kỹ thuật, hiểu về phân tích cơ bản thì tôi chắc chắn rằng các cái đội lái, các cái cá mập, các cái gọi là cáo già trên thị trường họ hiểu hơn chúng ta rất là nhiều. Họ có một nhóm riêng chuyên phân tích kỹ thuật, không chỉ là cái trình độ phân tích kỹ thuật amateur như những cái loại mà vớ va vớ vẩn ngoài thị trường rồi sau đấy trình độ mới gọi là lèng mèng đâu. Họ có những đội nhóm hàng chục người có trình độ phân tích kỹ thuật được cấp bằng chứng chỉ quốc tế về phân tích kỹ thuật, nó gọi là chứng chỉ CMT ấy nhiều bạn. Chứng chỉ CMT ấy, tức là gọi là một trong những cái loại chứng chỉ quốc tế về phân tích kỹ thuật, và họ rất chuyên nghiệp trong các cái câu chuyện phân tích. Họ dành ra các cái quỹ thời gian riêng biệt cho cái nhóm đó để nghiên cứu. Và anh chị và các bạn ví dụ biết về sóng Elliott, họ vẽ sóng Elliott cho anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn biết về gọi là cái gì á, liên quan đến là Ichimoku, họ làm cho nó giống Ichimoku cho anh chị và các bạn. Họ biết về là cái gì á, MACD, hay là anh chị và các bạn biết. Nói chung là tôi có thể nói nôm na là anh chị và các bạn ở bên ngoài hiểu về cái gì về kỹ thuật thì các nhóm nó thực sự đủ lớn, nó có hàng trăm triệu đô hoặc thậm chí hàng tỷ đô, thì tôi nói với anh chị và các bạn cái bộ phận riêng biệt về phân tích kỹ thuật để giao dịch trong ngày thôi, tôi đã nói với anh chị và các bạn là nó đã rất nhiều người rồi. Còn có những bộ phận chuyên biệt, có những báo cáo chuyên biệt về cái CMT, về cái phân tích kỹ thuật, thì họ cũng nắm hết tất cả mọi thứ. Nên anh chị và các bạn có trào lưu muốn mua theo Ichimoku thì tôi sẽ vẽ Ichimoku cho anh chị và các bạn, đơn giản thôi, mua đúng giá, bán đúng giá, đẩy đúng giá, đúng cái vùng giá mà như phân tích kỹ thuật thì dừng lại không mua nữa, thì tất cả đều có thể làm được chứ không phải là không làm được. Đó là sự thật về những cổ phiếu được kéo giá. Cái thứ ba nữa mà các anh chị và các bạn nên nhớ rằng là tức là gọi là phân tích cơ bản,
Thì cái đội phân tích cơ bản là một trong những đội trọng yếu trong các cái nhóm kéo giá, thậm chí là các quỹ đầu tư lớn họ cũng được xem trọng nhất cái vấn đề này. Thì cái độ phân tích kỹ thuật của một cái nhóm kéo giá, cái nhóm kéo giá nó gọi là kéo già, loại là nhóm lãi hoặc là nhóm gọi là cá mập á, nó nằm ở cái cấp độ đầu tư số 6, số 7, tức là nó cao tầm hơn cả luôn các quỹ đầu tư luôn. Nên nó còn có những cái đội chuyên biệt ở bên ngoài còn gọi là pro hơn rất nhiều so với các quỹ đầu tư. Họ còn có thể có những thông tin nội gián bên ngoài của doanh nghiệp, hay là thậm chí đôi khi ở một số quốc gia, ở một số cái thị trường phát triển nó còn có cả những cái thông tin nội gián của chính phủ luôn. Tức là sắp tới đây, trong vòng một vài quý sắp tới đây, có cái thông tin gì đó liên quan tới gọi là đặc, gọi là cái những đặc, nó gọi người hay gọi là cái gì á, những cái đặc điểm ưu tiên của ngành nghề nào đó, hoặc là những cái cơ văn bản, những cái chỉ thị mà ưu tiên hay là phát triển một ngành nghề nào đó thì họ có luôn. Và có luôn như vậy thì khi đó họ sẽ bắt đầu triển khai các cái kế hoạch cho hướng và view vào, tìm cái đối tượng để có thể view giá. Thì nhiều người bảo là đội lái thì kéo trong vòng một vài 3 tháng, hoặc một vài 3 tháng đã là nhiều lắm rồi, một cái cổ phiếu được hình thành. Nhưng tôi thưa với anh chị và các bạn, tôi đã từng được tham gia soạn thảo cái kế hoạch, đây là nháy nháy nha, bởi vì cái này nó không không hay ho gì, soạn thảo kế hoạch lái giá cho như một vài gọi là mục tiêu trong khoảng thời gian từ 3 tới 5 năm luôn anh chị các bạn. Từ 3 tới 5 năm chứ không phải là câu chuyện người ta đưa ra một cái mục tiêu, cái cổ phiếu á, nó đi theo một cái quy trình của việc chuyển đổi luôn. Tức là cổ phiếu đó sẽ được support từ khi bắt đầu phát hành gọi là trái phiếu chuyển đổi đến khi chuyển đổi mới kết thúc. Và cổ phiếu đó sẽ được giữ và nâng dâng dâng gọi là tăng giảm một cách gọi là rất như là giống như là cung cầu thực sự. Và họ chi ví dụ như là chi 5 tỷ, 10 tỷ cho cái nhóm, và thậm chí chấp nhận cho cái nhóm nào đó ngồi để có thể làm thanh khoản cho cổ phiếu đó và ăn tiền cái phần đó. Còn lại thì chỉ làm sao để kết thúc trong vòng 3 năm đạt được đúng cái mục tiêu giá của họ để họ chuyển đổi cổ phiếu. Thế thôi. Đó là có những cổ phiếu nó lên kế hoạch như vậy thì anh chị bạn thấy là nó nằm ngoài cái sức tưởng tượng của những nhà đầu tư cá nhân, view với từ gọi là lên tăng giảm trong ngày. Ở đây nó tăng giảm phải tính bằng năm, thậm chí là bằng 5 năm luôn, kế hoạch 5 năm như bạn. Tôi đã từng 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 tham khảo và đã từng gọi là có góp ý cho những cái kế hoạch như vậy, nhưng tôi đã không tham gia sâu vào những lĩnh vực đó nữa bởi vì cảm thấy rằng là nó không hay ho gì, và tôi đã rút khỏi cái gọi là trái tim của thị trường. Khi bước chân được một chân vào trái tim của thị trường thì tôi đã rút ra ngoài và không muốn theo đuổi cái nghiệp theo cái hướng đó nữa. Do đó thì tôi đã làm tham gia và làm các cái kênh YouTube như này. Thì cũng còn rất là nhiều điều nữa mà muốn chia sẻ, nhưng mà trong thời lượng của một video thì cũng khó có thể chia sẻ hết. Mà ý tôi và tập gọi là tóm tắt lại để anh chị và các bạn dễ hiểu, tức là chúng ta muốn bắt được bài đội lái, chúng ta muốn thuốc được đội lái, chúng ta muốn gọi là bẫy được cáo hoặc là săn được cá mập, thì chúng ta phải hiểu và nằm đẩy mình lên ở một cái mức độ, một cái cấp độ đầu tư gọi là, mặc dù trong tay mình chỉ có khoảng vài trăm triệu thôi, nhưng tư duy hành vi não của chúng ta phải đẩy lên cao hơn các quỹ đầu tư, và thậm chí là phải ngang tầm hoặc thậm chí có trình độ cao hơn các cái đội nhóm lái. Lý do tại sao chúng ta hoàn toàn có thể cao hơn được, bởi vì có một điểm mấu chốt trong các đội nhóm lái á, đó là họ họ phải vận hành trên một cái cơ chế được được quy định trước, bởi vì khối lượng tiền của họ rất lớn và các cái bước đi của họ rất dễ bị lộ và rất dễ để lại các dấu chân. Và đôi khi thì trên thị trường không phải là có quá nhiều các mục tiêu đều thỏa mãn các cái tiêu chí để họ có thể tìm được, nên chúng ta đứng ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể gọi là dùng những cái trí não thông minh của mình để có thể quan sát và tìm kiếm được các cái thậm chí những cái thứ tôi nói nó còn chưa đủ, anh chị các bạn có thể suy luận, có thể tìm kiếm những cái gọi là những cái mánh khóe cực kỳ gọi là sâu sắc mà nó đang biến đổi hàng ngày trong thị trường. Mỗi ngày chúng ta thông minh hơn một chút thì các đội nhóm nó còn thông minh hơn chúng ta rất nhiều lần, và nó đi nhanh hơn chúng ta, thì chúng ta phải phải tăng tốc lên để vượt qua được cái tư duy của họ. Vì ví dụ chúng ta phải giả định chúng ta hàng 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 nghìn người ngồi sau màn hình nghe Thắng nói, thì chúng ta phải giả định chúng ta là một nhóm lớn, đủ lớn, thì chúng ta phải làm gì để có thể gọi là đi trước được họ và hiểu được, thấu hiểu được họ sắp làm cái gì. Có như vậy thì chúng ta mới bắt bài được, chúng ta mới có thể gọi là tìm kiếm được các cái giải pháp để có thể kiếm được lợi ích, ăn theo được các lợi ích. Đó là một trong những cái thứ mà chúng ta cần làm để có thể làm được cái câu chuyện đó, là bẫy được cáo hoặc là bắt được, săn được cá mập, hoặc là có thể gọi là thuốc được các cái đội lái. Và
nhờ vào cái khả năng mau lẹ của anh chị và các bạn có thể mua rất nhanh và bán rất nhanh. Và cái chu kỳ kéo giá của một cái cổ phiếu hoặc là đẩy giá một cái cổ phiếu mà nếu như có một cái kế hoạch từ từ 3 tới 5 năm á, thì chặng đường nó rất dài anh chị và bạn, nó có thể là gấp tăng gấp mấy lần, nên chúng ta hoàn toàn chỉ cần nhúng tay vào một đoạn như giữa thôi, chúng ta phát hiện ra và bắt bài được một đoạn giữa thôi thì chúng ta cũng đã ăn đủ rồi. Nên chúng ta không cần thiết phải 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 quá mức là vội vàng trong cái quá trình, mà chúng ta cần phải có một tư duy đủ thông minh và giả định mình có một cái lượng tiền rất lớn thì chúng mình định tính làm gì. Ví dụ như bạn anh chị bạn đang có 300 triệu, anh chị cứ bạn các bạn cứ giả định chúng ta có 3 triệu đô, thì chúng ta có 3 triệu đô thì chúng ta phải làm gì? Từ cái câu chuyện chúng ta có 3 triệu đô hoặc là có 30 triệu đô, chúng ta cần làm gì để có thể gọi là đưa một cái cổ phiếu lên một cái mức giá nào đó rồi chúng ta bán lại cho ai? Đôi khi các cái đội lái nhóm, tôi bật mí cho những bạn là nó còn lái giá cổ phiếu để nó bán vào mồm các quỹ. Chứ còn với cái khối lượng thậm chí hàng chục triệu và thậm chí hàng trăm triệu cổ phiếu thì không bán cho quỹ thì các nhà đầu tư cá nhân không đủ khả năng để hấp thụ hết. Thì đó là một trong những cái thứ mà tôi rất phục cái nhóm của anh Trịnh Văn Cùa. Anh Trịnh Văn Cùa là một trong những người mà anh Trịnh Văn Cùa là anh cực kỳ giỏi luôn, anh có thể phân phối lại cho quỹ luôn. Và một trong những cái giai đoạn, những cái giai thoại mà anh Trịnh Văn Cùa anh đã phân phối hàng hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu cổ phiếu cho ETF và đã đẩy vào mồm ETF rất là nhiều những cổ phiếu rác rưởi, không biết là dùng cái phương pháp vận động hành lang chung chi ở ngoài cho nhân viên của quỹ ETF hay là dùng phương pháp nào. Nhưng mà anh Trịnh Văn Cùa anh đã từng làm được cái câu chuyện đó kinh kinh khủng, rất là kinh khủng, rất là siêu việt luôn, làm cho cả thị trường phải sửng sốt vì câu chuyện nó là lừa được các quỹ. Thậm chí không chỉ lừa được lượng ETF mà thậm chí còn có nhiều tay cao thủ đến mức là nó còn lừa luôn được cả các cái quỹ đầu tư lớn như là SG của Singapore, lừa luôn được cả các quỹ của HK của Hồng Kông, à quên HK của Hàn Quốc, rồi lừa nhiều các quỹ lớn nhỏ ở Việt Nam đều mắc bẫy vào những cái gọi là những cái kế hoạch về chiến lược, và rồi cuối cùng là các quỹ bị bán giấy vào mồm. Đau đại rất đau. Và ở đây thì tất nhiên là không phải các quỹ, cái tầm cấp độ các quỹ là kém gì đâu, nhưng đôi khi là bởi vì tất cả đều được điều hành bởi con người, và lòng tham của con người đều có thể làm cho quỹ bị thiệt hại rất là nặng do cái câu chuyện đó là cái tư lợi cá nhân của những người điều hành quỹ. Thì điều này thì chúng ta lại là một chủ đề khác mà chúng ta sẽ nói tới trong thời gian sau. Thì hy vọng là những thứ mà Thắng ơi Thắng chia sẻ trên kênh Kinh tế và Cuộc sống của chúng ta thì đem lại cái hữu ích cho anh chị và các bạn, và nếu thực sự mà cảm thấy nó hữu ích, đem lại được những cái góc nhìn khác về thị trường, cách thức vận hành cũng như là làm thế nào đấy để chúng ta có thể thuốc được lái, bẫy được cáo và đánh gọi là săn được cá mập, thì anh chị cảm thấy hữu ích thì đừng quên là nhớ ấn cho Thắng một cái like, nhớ ấn cho Thắng một cái like, chia sẻ video này cũng như là đừng bao giờ quên là chúng ta đăng ký cái kênh để có những video nào mới của Thắng thì anh chị và các bạn có thể được YouTube gửi cho để thông báo là có một video mới để đừng bỏ sót những cái thông tin hữu ích mỗi ngày. Và điều đặc biệt hơn nữa thì thực sự anh chị nào mà có cái gọi là cảm nhận được những cái thứ mình tâm huyết của Thắng và nhóm cộng cộng đồng Kinh tế và Cuộc sống thì có thể ủng hộ nhóm bằng việc là mời Thắng một ly cà phê, chuyển khoản qua tài khoản 31012000046489. Thắng sẽ để lại cái số tài khoản tại cái phần mô tả nội dung của video này. Chủ tài khoản là ông Lê Văn Thắng, ngân hàng BIDV chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một ly cà phê của anh chị và các bạn thì coi như đó là một cái tiền ủng hộ để cho nhóm chúng tôi có kinh phí để có thể tiếp tục xây dựng các cái chương trình hữu ích và chia sẻ những cái kiến thức hữu ích về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và các thị trường đầu tư kinh doanh cũng như các hoạt động kinh doanh thông thường ở ngoài xã hội. Tất cả những cái gì Thắng ơi cảm thấy là nó đúng, nó hợp lý, nó phù hợp và nó đem lại hữu ích cho anh chị và các bạn thì chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng hiệu quả những cái ủng hộ của anh chị và các bạn để xây dựng những chương trình ngày càng hữu ích hơn, phục vụ anh chị và các bạn nói riêng và phục vụ cộng đồng của chúng ta nói chung. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn có 2 ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc anh chị và các bạn luôn luôn gặt hái được những thành công và học hỏi được một cái điều gì đó hay và hữu ích từ kênh của chúng ta. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.